Hello, xin chào mọi người. Lại là mình đây. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tô màu sao cho thật đẹp nhất. Và các bạn đừng quên hãy cho mình một lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng mình cùng đi tô màu nào. Mình làm chi tiết tô tô màu nhé con.
Không sao nhé các. Hello, xin chào mọi người. Lại là mình đây. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tô màu sao cho thật đẹp nhất. Và các bạn đừng quên hãy cho mình một lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng mình cùng đi tô màu nào. Chi tiết tô màu như vậy.
Như vậy bây giờ mình lấy cái chung cho bạn.